thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Bảy Xu Tươi Xô. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón những nghệ sĩ chính của chương trình, những người tạo nên một cái thương hiệu riêng mà không có chương trình nào có được. Xin giới thiệu một trong những cô gái xinh đẹp của showbiz hiện nay, Ninh Dương Lan Ngọc. Ủa đẩy luôn ra tiếng luật cây cười chính của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Xin giới thiệu người đàn ông là bờ vai vững chắc cho mọi cô gái, Trương Thế Vinh. Hay vậy quá. Ủa, chào mọi người ạ. Cho anh hỏi một câu, em là đại diện cho Trương Thế Vinh hả? Dạ, em là quản lý mới của anh Trương Thế Vinh. Ôi thôi, thật rồi. Ngay bây giờ chúng ta chào đón Trương Thế Vinh. Lào lao. Đây là Trương Thế Vinh, kèm theo đó là Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Mỹ Dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một nghệ sĩ tham gia chương trình, là một ca sĩ rất là hay và giọng hát được nhiều người yêu thương và hiện tại đang rất là đắt show trên thị trường. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Hà Nhi. Mời Hà Nhi tâm sự với quý vị khán giả nào. Hey, em xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân ạ. Xin chào ạ, xin chào mọi người ạ. Dạ. Em có nghe nhạc của bạn này, hát hay lắm. Em có thuộc bài nào không? Em có thuộc được hai câu. Ví dụ? Hát coi. Đâu phải em muốn quên, muốn quên, muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Hay quá. Quên. Eco đủ cho nhưng, nó nhưng mà Ngân hát vậy đúng không? Ok, nhưng mà tông này tông gì ta? Tông này tông gì ta? Tông đơ đơ đơ. Tông đơ qua thì đúng. Nói chung là thưa quý vị, là ông trời ông rất là công bằng, ông cho mình cái này thì ông sẽ lấy đi cái khác. À, ông trời là vô khi ông không công bằng nha. Sao vậy? Ông đâu cho dạ gì đâu. Ông đâu cho dạ gì đâu. Thì ngày hôm nay là Hà Nhi thân mến, trong cái chương trình mình là có sẵn là ba cô gái xinh đẹp ở đây. Dạ. Có sẵn. Đó. Có sẵn. Có sẵn. Thì em có một cái mong ước rồi đó không? Là sẽ ở bên đội nào hay là như nào không? Mình có thể trình bày ngay bây giờ. Chắc em xin phép chọn chị Dạ. Tại sao? Ôi trời. Chọn tôi làm nhạc cho người ta xạo sao? Làm nhạc cho người ta xạo sao? Biết là tình. Làm nhạc lại cho nó thân thiện nè. Em chọn lại đi cưng. Chắc em xin phép được chọn chị Dạ. Lâm Thanh không thích chị Dạ không? Rồi bây giờ mời vào trong đây. Yeah. Ủa là nó đi nó lại là giờ vui thôi em chứ bây giờ mới chọn nè. Đây là những cung chuột có các màu, chúng ta sẽ bổ người cầm một giây và MC sẽ chi chi chàn chàn, ai rút kịp thì thắng, ai rút không kịp thì thua. Ba người không kịp sẽ về chung một đội. Tôi lấy màu lông chùa. Ai màu gì lấy màu đó đi. Sẵn sàng. Giật mạnh quá là cái nắm đây. Chi chi chàn chàn chàn. Nói nhiều chứ. Hai người rồi là... loại hai người qua kia. Ui ê ui chi chi chàn chàn chi chàn chàn chi chàn chàn. À là cố tình nè, cố tình thua để về đội đây nè. Ủa vậy? Bên kia là đội gì? Đội anh là đội gì? Tôi lấy đội Quý Mão. Tên gì bây giờ? Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ. Chân Thiện Mỹ. Đúng vậy. Trời ơi, một cái tên mà ba người không người nào có luôn. Đặt cái tên cho đẹp lát chưa giờ. Chân là ai vậy? Cho hỏi Chân là ai? Chân thật. Thiện là ai? Thiện nguyện. Mỹ là tôi. Trời ơi, cái người Mỹ mà Mỹ đều, không đâu Mỹ mà. Mỹ là có nghĩa là cái người này là từng đi Mỹ hay sao vậy? Chân Thiện Mỹ là đội bên phải, ba cô gái xinh đẹp. Còn đội bên trái là Quý Mão, đúng không? Đúng rồi. Ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười.
Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Mời các bạn tiến về phía sau chiếc bàn. Chúng ta sẽ có trò chơi như sau. Mỗi người có 3 lượt phun, có nghĩa là đội 3 người là 9 lượt. Người này phun thì người kia sẽ là người hứng. Và xoay chuyền như vậy, chúng ta sẽ xoay tua như vậy. Chúng ta làm việc, chúng ta dùng ống hút này, hút cái trân châu ở trong cái hồng trà này để phun vào cái đồng đội của mình lúc đó đang đeo cái mặt nạ giấy sẵn. Mỗi người một vị trí, và hạt trân châu dính vào mặt ở vị trí nào tương ứng với số điểm trên khuôn mặt mà cái bảng chữ chúng tôi đã có ở đây. Sau 3 lượt, đội nào mang về nhiều điểm hơn đội đó chiến thắng. Bây giờ đội nào chơi trước? Xỉm xì ạ. Đúng ạ. 3, 2, 1. Thắng. Chơi trước hay sau? Đương nhiên là chơi sau rồi. Rồi, đội của mình sẽ là đội chơi trước. Mời lựa chọn vị trí. Ok, em hứng chứ chưa? Em hứng. Ok. Để em tin anh. 7 điểm. Dơ quá à. Trời ơi, anh hỏi vô mặt thôi mà anh không dính kỳ vậy ta, nhúng nước vô em. Tại anh làm mạnh quá. Rồi, công nhận, công nhận. Liên tục 7 điểm. À! Trời anh Luật ơi, đừng có rung. Anh cười rung rồi anh thắng sai kìa. Anh chỉ xuống xíu đi. Anh chỉ xuống xíu đi. Vô cái lỗ mũi lắm luôn, thiệt luôn. Anh Luật, bỗng lên. Bỗng lên em hứng à. Ủa sao lượm ra? Mến vô miệng anh rồi. Để đi, trên trán có kìa, trên trán có. Trên trán 3 điểm. 3 điểm. Là 10 điểm rồi đó. Yeah. 3 điểm. 3 điểm là 13 điểm rồi, xin cảm ơn. Như vậy là Tiến Luật là không thích dùng mặt nạ. Chơi mặt ngọc. Mặt mộc nhưng đừng phun nước miếng nha cưng. Cái lưỡi. Cái đó khó lắm mà. Anh Kỵ Thủy. Kỵ Thủy. Trời ơi. Mạnh quá vậy. Mạnh dữ vậy. Em trai. Mạnh quá em trai. Mạnh ơi bay. Sợ cái lỗ tai gan phu luôn em trai. Mạnh ơi bay chết. Trời. Mọi người Tiến Luật cái khu vực 3 điểm nhiều quá ha. Khó à, khu đó trơn lắm. Đây nè. Anh ngửa đây một tí. Khu đó trơn. Nó trơn ra luôn á anh. Nó không có độ bám. Ôi cái này nó mới dính cái mặt anh nó trơn. Mặt tôi không có vừa. Lấy hai con mắt thôi. Mặt tôi đắp mặt nạ kỳ lắm. Ủa là còn mới gần khoảng trên này luôn á. Còn mới gần khoảng trên này luôn á. Chị không nổi. Tôi sợ lắm thiệt. Đến đi mặt nạ rồi. Đi. Mày vô con mắt rồi. Vô con mắt rồi bạn ơi. Bảy điểm. Vô con mắt rồi. Bảy. Dính rồi kìa. Mười điểm rồi. Ráng con mắt rồi ngon nha. Tôi dừng vô miệng anh nha. Anh ngậm lại đi, đừng nói nữa. Chưa dính nào. Xuất sắc anh ơi. Sorry anh trai. Không sao. Em bắn chính xác lắm. Như vậy là lượt này là 17 điểm. Hồi nãy là 13 đúng không ạ?
là hiện tại đội của Minh Luật với lại Hà Nhi là đang có được là 30 điểm rồi. Dạ. Giờ tới lượt Hà Nhi. Dạ, em xin phép mà được phun vào mặt, được phun vào mặt anh. Chú Thiên Bình. Dạ, anh. Ok. Mạnh quá, nhẹ thôi bé. Em lấy cái hơi người thường, đừng có lấy cái hơi ca sĩ em phun. Trời ơi, xuống cỏ rồi. Được tính không anh? Cứ phun đi em. Anh Vinh đứng cao lên đi, bé bị qua đầu anh không ạ? À, cái cây súng mà chĩa lên này nè, phải chĩa ngang vậy nè. Chĩa ngang nha. Ngang. Em cầm đây nè, em cầm đây nè, em cầm đây nè. Rồi, ok. Phun. Ba điểm, ba điểm. 3 điểm là 6 điểm. Đó, vô điểm rồi kìa. Chưa, chưa được, chưa được. Đó, vô điểm rồi kìa. Chưa, chưa được, chưa được, chưa được. Ok, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. No. Rồi, 3 điểm. Đúng rồi, đó rồi. 3 điểm nữa là 9 điểm. Như vậy, 39 sau điểm. 3 lượt của 3 thành viên, 39 điểm. Các bạn đã có được 39 điểm, chúc mừng. Em xin cảm ơn anh Vinh ạ. À. Dạ, em xin lỗi anh nhiều. Không sao, không sao. Kinh nghiệm đầy mình. Trân trân, thiện thiện, mỹ mỹ. Dạ. Chúng em xin thua. Thua. Không được thua. Không cho thua. Tụi em được xin mà. Tụi em chơi. Sẽ cố gắng mấy vòng sau. Chơi. 2, 1. Nhanh lên nào. Dơ. Nhanh nào. Ủa là nói cho tôi dơ hả? Ý là sợ trôi make up hiện nguyên hình đúng không? Mời vô đây. Tụi em được xin thua mà. Tại vì tụi em sợ. Tụi em sẽ chơi ở vòng sau. Tụi em sẽ hả hỏng đúng không? Nhanh nào, nhanh nào. Rồi, tụi em bù đắp lại bằng trái khác. Trời. Trời. Hai có điểm rồi. Hai có điểm rồi, có điểm rồi, 3 điểm rồi. Thu mắt, thu mắt. Khoan. Nó rớt vô trong đây luôn rồi. À, thật sự là nước miếng không đó. Nó dặn kèm bè. Vô mà kệ không? Hết sốt, hết sốt. Và rất là mạnh luôn á. Ờ, đau quá trời đau luôn á, lụng chán luôn. Trời rớt luôn, thằng giấy luôn. Dính, dính, dính. Dính ngay chán luôn à. 6 điểm. 5 điểm, 5 điểm. 6 điểm rồi. Thôi. Ngọc không dư, không biết gì hết. Yeah. Lỗ mũi, lỗ mũi, lỗ mũi. Con mắt mà. Con mắt, con mắt. Con mắt, con mắt. À, 6 với 7, 13 điểm. Wow. Đừng có phun vậy. Chọn chào thấp chị nữa. Xuống, thấp xuống, thấp xuống. Đúng không? Đó, quá trời luôn kìa. Không, đầy đủ luôn. Cái này là cái này ấy mà. Phải có hộp chứ gì đây rồi. Vừa thôi chứ. Vừa thôi kiếm vụn vừa quá. Thôi chứ. Cái này vụn đâu tính được. Cái này tính được một, cái này là 3 điểm nè. Cái này bự nhất 3 điểm. Rồi. Đúng không? Rồi 3 điểm. Gì vậy chị Ngọc? Ngọc ơi nước không à? Chị Ngọc ơi nước không à? Dính đầy nấm mèo. Ngọc bán nhìn dơ quá ha. Ôi chứ mọi người. Chị Ngọc ơi nước không à? Dính dính. Dính 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 đây nè, dính cục bự nè. Trời ơi. 3 điểm nè. Đây điểm, đây là 3 nữa là 6. Rồi đủ rồi. 3, 3, 9. 9 điểm.
Ủa sao nên ác bét vậy? Nhiễn cũng vừa luôn. Anh diễn gì quá trời vậy? Hồi nãy là 13. Chị nghe 13 với 9 là 22. Chị 22 diễn. Chị nghe lời ông luật. 22 mà nãy đội luật là 39. Là còn bao nhiêu nữa ạ? 17. 17. Trời, dài phải kiếm 17 điểm. Dính. Dạ. 3 điểm. Rồi, 2 con 7 nữa thì mới quen. 2 con 7 nữa thì mới quen thôi đó. Em phải bỏ vô. Khoan, xí. Nước quá chị nè. Nước quá, lạnh quá. Thấp xuống đi, em cao quá ngon. Trời ơi chứ. Ê, em ngồi đây nha. Con mắt. Trời ơi. Này dạy rất là ngon nè. Luật đừng đứng phía sau nha anh Luật ơi. Gì? Thôi, 3 điểm thua. Thắng, thắng rồi. Như vậy đội chiến thắng ở trò chơi là đội Hà Nhi, Tiến Luật và Trương Thế Vinh. Như vậy là lượt đầu tiên, trò chơi đầu tiên, đội Tiến Luật Hà Nhi và Trương Thế Vinh thắng. Đội chúng ta, đội Chân Thiện Mỹ Phung Rất Đẹp thua. Như vậy là ở trò chơi đầu tiên, đội chúng ta hiện thời đang bị dẫn trước 1-0, nhưng không sao cả. Không sao cả. Còn rất nhiều game. Chính xác. Thưa quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Rồi, trò chơi này nó đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có 5 lượt chơi ở trò chơi này. Ngồi vào ghế, MC sẽ đẩy cái banh này xoay vòng tròn. Đội nào làm bể bóng nhiều hơn, đội đó thua. Vậy thôi đấy, không có gì khó chứ. Đồng đội có quyền nhắc để né. Chọn gặp đối đầu. Vậy chọn ai? Ủa, vẫn là em ạ. Em là khách mời đây ha. Ưu tiên cho em. Em quan trọng nó đi Chân Thiện Mỹ. Ba người làm mà. Dạ thôi. Ba người làm gì hả? Ba người làm rất kỹ. Này em chọn không được chị Dạ, nhưng em vẫn quyết tâm chọn chị Dạ. Ra chị Dạ. Rồi chọn lại Vinh với lại Ngọc đi. Chân. Ở đây không có Ngọc nào cả. Đây là Thiện và đây là Chân. Vậy thì em chọn Thiện Thiện ha. Thiện Mỹ. Qua đây. Mỹ là Chạm Mỹ lại đi. Chân. Cặp đầu tiên lại. Chân và ông chú. Không ra cây. Cái đầu tiên xui lắm. Chân và ông chú chơi đầu tiên. Thôi Ngọc với lại Vinh đi. Rồi, bé Thiện, bé Thiện. Rồi. Bé Thiện mà không thị. Bé Thiện mà không thị. Bắt ngồi thẳng. Quá trời quá đất, bé nhìn nó bình thường kìa. Ngồi ghế điện, sợ quá. Nhìn khán giả, cho khán giả thương nè. Đó. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đồng đội có quyền chỉ hướng nha. Bên này bên trái của chị, bên này bên phải cho Ngân nha. Okay, okay. Dạ ơi. Bên này bên trái của em, bên này bên phải của em nha. 1 Bắt đầu. Bên phải. Cứ theo phía của anh. Rồi, mình qua đây nè. Rồi, ngồi im. Ngồi im. Bên kia là cái gì vậy em? Đấy. Đúng rồi, ông Ngọc rồi. Quan Ngọc không vậy đâu, banh đâu có tới đâu. Ủa tệ em chứ. Ủa tại sao không chỉ bên mình vậy? Thôi chơi mà núp luôn rồi banh không tới chơi gì? Ủa mọi người đừng quyền né mà, luật không né đâu nè. Định là cho hướng dẫn miễn sao đừng rời ghế là được. Vậy thì không bao giờ thua luôn. Sao mà bên nó thua mà sao cứ khó khăn với tụi em vậy? Đúng vậy, anh Vinh à. Làm sao mà anh thắng được cái Thiện của chúng tôi? Thiện thắng thôi mà.
có gì đâu mà anh phải bớt lại, bớt lại, bớt lại. Mời cặp tiếp theo. Thấy tôi và Thúy Ngân. À, tôi và Trân Trân nè. Bây giờ tôi với Trân Trân chơi như vậy nè, mình chơi theo nghiệp, có nghĩa là mình ngồi im luôn, không né gì hết, đến thì đón. Thôi đây vậy lại phụ thuộc anh Giang nhiều lắm. Anh Giang quăng cái là nó qua hướng nào trước là dính rồi. Mời chị ơi. Nha chị nha. Mời ngồi. 3, 2, 1 go. Như vậy là lượt đầu tiên đội Lan Ngọc thắng, lượt thứ hai đội Tiến Luật thắng. Ai Trân Trân á, Trân Trân thiệt là non kém á. Rồi, sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. I'm ready. Điểm kiếm của Sắc ơi. Chúng ta sẽ chơi 5 lượt. Đội nào mà thắng nhiều hơn là sẽ thắng. Chúng ta sẽ chơi 5 lượt. Anh Giang có chừng trợn té. Không được mà. Đó, cái đó đi. Chúng ta chơi 5 lượt lận, ai biểu xui thì chịu thôi. Ủa là nói chưa? Có nghĩa là chưa có gì hết ra mà chơi thêm lượt. Thôi đi, khỏi rồi, khỏi sàn đấu đi. Đó, tiếp tục nè, lượt chơi thêm lượt. Thôi lại đi, chương trình ơi, bỏ đi. Bỏ kìa. Chơi lại đi. Ủa sao vậy? Cái đó là chỉ là một tai nạn thôi. Vinh đang giúp bạn đi ra, tự nhiên cái bóng đập vô mặt nó đập vô cái này. Sân sóc viên chưa khỏi sàn đấu rồi. Rồi. Chúng ta tạm thời là chơi lại đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Ngồi dậy với làm gì vậy? Ngồi đàng hoàng. Đúng rồi. Dạ, ngồi im. Ngồi im em ơi, ngồi im. Đúng rồi, ngồi im. Đúng rồi, ngồi im. Đúng rồi. Đứng im. Đúng rồi. Đứng. Bẻ cái người ra, nằm xuống xíu, đúng rồi. Hà Nhi, mình chỉ được qua trái qua phải, không được cúi xuống như vậy. Đúng rồi. Qua trái qua phải vậy đó. Đúng rồi, chị ơi. Chị nghiêng sang bên nào? Đang nói là kêu không phải nghiêng. Hay quá em ơi. Cái đó chị đừng có đuổi ra sao vậy. Hồi muốn chết. Cái banh của anh Giang sáp hồn lắm. Như vậy là hiện tại là đội mình đang dẫn trước là 1-0 đúng không? Dạ. Chúng ta còn 2 lượt chơi nữa. Rồi chưa? Em biết cái mẹo chưa? Rồi. Ok em trai. Trần trần ai ai Mỹ Mỹ hả? 3 cao lắm em, cao lắm. 2, 1 bắt đầu. Đúng rồi. Được vậy luôn hả? Vinh ơi, nghiêng nữa nghe. Đúng rồi Vinh. Trời ơi, anh Giang. Nghe. Đúng rồi Vinh. Ủa ơi. Thôi đúng rồi con ơi. Vậy đi Vinh, không đụng tới em đâu, yên tâm Vinh. Giữ em đi Ngân. Không, đừng đụng tới em đi Ngân. Đừng đụng tới em đi Ngân.
nhẹ đó, Vinh nó nhẹ, từ 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 Giữ lên, đúng rồi. An toàn. Rồi lại. Chuẩn bị cho bóng, tiếp tục lại nha Vinh. Y chang hồi nãy cho anh, y chang lúc đầu cho anh là được. Yên vậy luôn Ngân, đúng rồi, yên vậy luôn. Chuẩn bị làm Vinh, né Vinh, đúng rồi. Đúng rồi Vinh, an toàn Vinh ơi. An toàn lắm em trai. Vậy Vinh ơi, ai mà chơi vậy? Rồi, chơi luôn lên ghế luôn rồi kìa. Chơi trên nằm. Thiệt tình luôn. Bây giờ Vinh ngửa ra vậy sao? Đúng rồi, bất động đội tôi còn lắc qua lắc lại. Thôi hay thôi đi, để mọi người chơi. Thôi giờ ngồi lên chơi luôn đi. Ngồi lên chơi, ngửa qua ngửa lại đi. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên luôn. Ngân ngồi thẳng lên luôn. Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ qua trái qua phải rồi đúng không? Đúng rồi, qua trái qua phải thôi, mình nằm sát thôi, okay, sát xuống. Khi nào anh kêu phải là em phải em nha, phải em đó nha. Đúng rồi Ngân. Ủa gì nghiêng cái đó luôn hả? Ủa đang nghiêng qua phải trái okay, đó. Ok. Ủa Vinh lặng không lặng. Để em Vinh chưa? Anh kêu chừng nào anh kêu Vinh là nghiêng. Chưa. Ngân ơi, đừng có lắc quá Ngân. Chuẩn bị nè. Người đó thì anh ơi, người đó thì... Ủa anh Giang chứ phải cái này đẩy qua đẩy lại vậy hả? Ủa sao anh Vinh ngồi bất động vậy? Kệ nó vô. Trời ơi hay vậy, vậy là thấy rồi, đầu biết này vậy. Túi này cũng túi đá. Nghe. Trời mà được. Ôi quá chưa Vinh. Ủa chưa Vinh hả? Bây giờ mình để xuống dưới nè, mình cứu đầu xuống dưới nè. Xong cái gì nào chị Giang thảy mà hãy lên Vinh, cứu xuống nào. Cứu xuống. 1, 2, 3. Rồi lên. Lên. Rồi lên. Lên. Nó thả qua đây. Kêu lên là Vinh lên là đầu tiên rồi. Ờ đúng rồi. Ủa ai biểu Vinh lên đó, Vinh lên gì nè. Thôi thua rồi, đúng rồi. Mà sao mà thấy được. Một đều. Bây giờ là lượt cuối cùng duy nhất một lượt nữa để biết đội nào chiến thắng. Này chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Vậy là vẫn quay vòng tròn hả? Vòng tròn nó hấp dẫn quay không? Quay vòng tròn Ngân ơi. Vòng tròn hết mà. Ủa sao Ngân ngồi kỳ vậy? Anh Luật nghe chân phải, anh Luật nghe chân phải đi. Đúng rồi. Cúi xuống thấp tí nữa, thấp. Rồi cúi xuống thấp tí nữa, thấp. Thấp. Đúng rồi. Có chân Ngân ơi. Thắng bên này nữa hả? Trời đất ơi, chán ghê luôn chứ. Như vậy là ở game này cũng thắng, game trước cũng thắng. Chúng ta hiện tại đang dẫn trước tỷ số là 2-0. Ngay bây giờ là vòng chơi tiếp theo của 7 nô cười. Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết.
Mời quý vị cùng chúng tôi đến với trò chơi ngay sau đây của bảy nụ cười. Trò chơi này thì ai cũng biết, nhanh tay nhanh trí thôi. Sẽ có ba cặp đấu với nhau. Những câu hỏi chương trình đã chuẩn bị sẵn, mời lựa chọn. Em danh dịch, em chơi trước. Được, được, ok. Cặp thứ hai là ai? Mời em. Em chọn đi. Dạ. Dạ thôi em chọn chị Ngân ạ. Tôi nhân lực. Câu đầu tiên quá dễ. Dễ quá. Wow. Trời ơi, bắt đầu em thấy vô tri rồi đó. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm bốn chữ cái? Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. À, bốn chữ cái. Trời ơi. Trời ơi. Trời đâu phải là em, cái này nguy hiểm lắm. Vinh hả? Ủa Minh đó. Vinh, tự nhiên gọi là Hồ Chí Minh. Nhưng mà có chữ Minh mà. Bán cái nữa cho tỉnh là đi bạn thôi. Quá dễ đúng không? Rồi tiếp theo, thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm ba chữ cái? Ba chữ cái. Thành phố. Năm. Bốn. Huế. Ai mới nhắc lại? Ai mới nhắc chữ Huế vậy? Dạ, dạ chỉ vô người. Không có. Không. Không có. Tôi là tí đàn ông mới nhắc ở dưới. Nam Mập. Em có quen Nam Mập không? Nam Mập là ai? Em có biết Lê Hữu Hoàng Nam không? Không. Chưa từng làm việc chung. Chưa từng. Chúng tôi không biết ai tên Lê Hữu Hoàng Nam. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa? Gì vậy? Tạo sự. Ủa anh kỳ quá à. Lê Hữu Hoàng Nam là cái người đã quay phim, làm DOB cho phim của em rồi. Nếu mà đã đi làm phim thì anh không có đi làm game. Anh đang nói ai vậy? Lê Hữu Hoàng Nam mà nhắc một lần nữa là tôi mời lên đây ngồi. Cho bắn 7 lần 7 49 phát. Anh Nam cứ nhắc đi. Trong MV Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn của ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Minh Chi đánh son màu gì? Không có đánh son màu gì hết, tại vì nó là trắng đen. À, MV trắng đen hả? Cái đó không đồng ý. Có đánh son nhưng mà vì nó trắng đen thôi. Thì trắng đen này không nhận ra được. Thì đúng rồi, là không có nói màu gì hết. Con gì lúc nhúc thấy ghê, gắn thêm dấu sắc thì bỏ nồi canh chua. Chua. Cá lóc. Lóc đúng không? Lóc đúng không? Xấu, xấu, xấu. Con cá xấu. Canh chua cá sấu mọi người ơi. Canh chua cá sấu mọi người ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử canh chua cá sấu. Đâu bỏ đem dấu sắc là trái sấu. Đúng rồi, cái đó trả lời cho vui thôi. Đây là đối tên lời bài hát. Tập trung lại. Lời bài hát thì sẽ ra được đáp án. Rapper nào mới ra đời đã đẹp trai? Ê! Chết không biết luôn á. Hiếu thứ hai. Chính xác. Cái gì? Hiếu thứ hai. Trong mày ngạo anh không có xa vời. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây từ khi ra đời. Có đoạn là anh đẹp trai từ khi mới ra đời đó. Trời ơi, cái đó mà hỏi tôi là điếc thiệt luôn á. Anh đẹp trai từ khi mới ra đời. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ chậm đến nhanh nhất. Vận tốc tàu hỏa, vận tốc tàu ngầm, vận tốc ánh sáng, vận tốc âm thanh. Tàu ngầm, tàu hỏa, âm thanh, ánh sáng. Chính xác. Vinh giỏi quá. Ngồi luôn đi em, chút xíu ngồi luôn đi, đừng xuống. Bạn Bam là bạn người Thái. Bạn An là bạn người Việt Nam. Mỗi lần gặp bạn An, bạn Bam chắp hai tay vào nhau và cúi đầu. Vậy tức là bạn Bam đang thể hiện điều gì với bạn An? Bạn An. Bạn An. Ủa? Ngọc trước. Chào. Chào. Quá đơn giản. Xin chào đi ca. Quá dễ ha. Một lát sau, bạn Bam gặp bạn Sa đến từ Tây Tạng. Cô theo truyền thống sao? Của Tây Tạng thì bạn Sa sẽ chào như thế nào? Ngọc. Lè lưỡi.
Hả? Lè lưỡi ra chào. Cái đó là bên Tây Tạng. Ở Việt Nam đừng gặp trai mà lè lưỡi. Dạ nhưng mà anh hỏi. Thì đúng rồi. Nhưng mà sai. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, bạn ba bạn vẫn phải chào vậy. Còn bạn bạn kia bạn mới lè lưỡi. Đang nói bạn kia. Đang nói bạn kia. Anh Vinh bắn một lần nữa. Bắn một lần nữa. Bắn một lần nữa. Bây giờ là câu cuối cùng để phân thắng bại ở lượt này. Ôi ghê. Câu này nhiều người biết luôn. Ở Ấn Độ. Rồi xong. Ra thể hiện thái độ không đồng tình thì người ta sẽ A gật đầu, B giơ ngón trỏ lên đầu, C lắc đầu và D là quay mặt bỏ đi. À, thôi đóng đại đi. Giơ ngón trỏ lên đầu. Giơ ngón trỏ lên đầu. Tự nhiên không đồng ý là giơ ngón trỏ lên đầu. Người ta không đồng ý. Quay đầu bỏ đi thôi. Người ta đúng sẽ không? Gật đầu. À gật đầu. Đó là ở bên Ấn Độ. Ồ. Như vậy ở lượt này Ninh Duy Lê Ngọc chị thắng. Yeah. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì tại anh giành quyền trả lời mà không được thì là điểm của em. À, bây giờ em thắng nhiều mà. Ôi anh ơi, nãy giờ có mình em trả lời à. Mà em sai không à? Em đúng một câu, sai một câu, đúng một câu, sai một câu. Để anh đi về. Kể tên ba tỉnh hoặc thành phố có từ Hà. Lượt từ Hà. Lượt Hà Nội. Một. Hà Giang. Hai. Năm. Bốn. Bốn. Ba. Nam Ninh. Hai. Một. Phát. 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 Mới bơm hơi là hơi nhiều, thông cảm cho chương trình. Hà Tiên. Cắt máy. Đúng không anh? Em nói đúng mà đúng không? Nhưng giọng cười của chị sai. À, tại vì cái giọng cười em nó sai lắm. Câu tiếp theo. Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia nào sau đây? Canada, Bỉ hay Hà Lan? Canada. Canada. Yeah, hay quá chị Dạ ơi. Tôi biết câu đó mà tôi giơ tay trễ. Đúng rồi. Kiến thức người ta uyên thâm. Thôi mà chân à. Bớt nẹt vô à. Bớt nẹt là. Con chó. Con chó. Con chó. Sao tự nhiên con chó anh quay thẳng qua đây vậy? Rồi tự nhiên quay qua con chó. Con chó và con ếch thi bơi với nhau. Bình thường thì con ếch đều thắng, nhưng tại sao lần này con ếch lại thua? Hết câu hỏi chưa? Hết. Anh trả lời đi. Chó ếch chết à. Trời, tôi đề nghị bắn à, câu trả lời vô tri. Tự nhiên trả lời đi. Chó ếch chết à. Tại sao lần này con ếch thua? Tại vì nó không có bơi, nó đứng ở trên bờ. Thì có mình chó nhảy xuống, chó bơi qua kia thôi. Bắn à. Đáp án là tại vì những lần trước ban tổ chức cuộc thi bơi ếch. Còn lần này ban tổ chức cuộc thi bơi chó. Trời ơi, tôi nghĩ là đố chữ chó ếch chết á. Anh chết đó à. Trong truyện Sự Tích Trái Dưa Hấu, con nào đã bán hạt giống cho mang tim? Con chim, con heo hay con chó? Chó. Con chim. Không có bán. Nó ngậm. Nó ăn. Nó ăn, nó ăn lộn lộn. Nó ngậm cái hộp nó thả vô. Thả đâu mà thả đó. Sao mang tim nói câu gì? Mang tim nói là chim ăn được, người ăn được. Yeah. Mang tim bèn khắc mấy chữ lên trái dưa hấu, thả trôi ra biển. Chữ gì khắc chữ gì? Ship tận nơi. Ship tận nơi. Quên, tôi quên cái vụ bán. Câu này dễ. Nếu bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc và dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì bạn uống hết? 5 4 quá dễ. 3 2 1. Bác sĩ đưa cho bạn 3 viên thuốc, dặn uống mỗi viên sau nửa giờ, vậy sau bao lâu thì uống hết? Mỗi viên sau nửa giờ thì là 5. 1 tiếng rưỡi.
Dạ, lên đi. Lên đây. Kêu dễ dễ dễ. Lên đây. Đúng không? Do đội mình trả lời sai. Mỗi viên sau nửa giờ. Ba viên nè, Luật này cầm ba viên nè. Ba viên. Con ơi, nghe thầy nói nửa dạ. tiếng một lần. Một tiếng, một tiếng. Rồi, uống đi. Nửa tiếng, đầu tiên là uống nè, xong rồi sao? Nửa tiếng. Còn một cái là nửa tiếng nữa là hết. Là một tiếng thôi. Sinh nhật Ngân. Sinh nhật Ngân. Vinh tặng cho Ngân 12 bộ quần áo và 2 áo khoác. Sinh nhật Ngọc. Ngân tặng Ngọc 2 bộ quần áo. Hỏi Ngân còn bao nhiêu cái áo? Cái áo nha. Cái áo. Mời. Không có nhìn xuống dưới. Áo khoác với áo kia luôn. Kìa. Còn 10 cái áo. 7 cái áo khoác. 12 cái. Chính xác. Mấy mốt mình đừng nói gì hết á. Tôi nghĩ tới đố chữ không? Cái áo, cáo ái. Đó. Cái đó tôi nghĩ đố chữ không luôn á trời. Vinh rất thích thể thao. Hôm đó Vinh vận động mạnh ở nhiệt độ 38 độ C. Hỏi tại sao Vinh không toát mồ hôi? Bởi vì bữa đó Vinh bơi lội. Gì? Bữa đó Vinh bơi lội. Sai. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Oh. Yeah. Câu này căng. Căng. Nó dễ lắm nhưng mà hãy nghĩ căng. Cô giáo để sắp tài liệu 10 trang in hai mặt trên bàn. Hai mặt. Và bị gió thổi bay tứ tung. Tứ tung. Cô nhặt. Bắn đi. Bắn liền bạn. Nãy giờ vậy không các bạn? 10 trang in hai mặt bị gió thổi bay tứ tung. Cô nhặt lại được những tờ giấy có ghi trang 1, 3, 7, 9. Hỏi cô bị mất mấy tờ giấy? Mấy tờ giấy? Một tờ giấy. Một tờ giấy. Một tờ giấy. Một tờ giấy. Đó là trang 5, 6, hai mặt. Nghệ chùa. Anh Luật. Cô giáo nhặt lại được tờ giấy có ghi trang 1 thì bên kia nó sẽ là trang 2. Tờ thứ 3 thì bên kia sẽ là 4. Trang 4. Rồi đừng nói nữa. Tôi lên đây cái trò này rồi tôi thua hết. Đố chữ nè. Đố chữ. Trời ơi, anh làm như anh gành rồi đố chữ lắm vậy. Trời. Bạn nếu mà nói lái là bạn nhắm mắt tôi một cái nha. Đố chữ thôi, đơn giản, cái này rất đơn giản. Ok. Bánh gì vừa ăn vừa phải trông coi? Vừa ăn vừa phải trông coi kìa. Anh Luật, trời. Trời, anh Luật. Dễ mà anh. Bánh này có thiệt. Bánh canh. Chữ đâu? Canh. Canh. Trời ơi, lại lại nghĩ nói lái nữa. Ai biểu nghĩ nói lái? Ăn coi, ôi căng. Nó như là bánh căng. Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Biển hả? Trời ơi Luật. Tĩnh tâm lại anh ơi, tĩnh tâm lại nè. Mình biển gì không có trong... nước mà vẫn có cá kìa. Trời ơi. Trời ơi chị dạ. Tĩnh tâm bây giờ. Ngọc trả lời luôn. Báo. Báo. Thôi ta không nha. Cái nào tôi không biết nha. Ta nè. Biển báo mất bơi gì có cá chồng? Mấy cái biển không báo này nè. Mà ở trên đây là cấm câu cá này nọ đó. Ờ, đã có hình con cá. Thì phải rõ ràng là biển gì? Biển cấm câu cá. Biển cấm câu cá. Chính xác. Mời ăn hại về chỗ. Cho em hai cái biển báo đời bên đây được không? Như vậy là Lâm Dạ vẫn thắng, xin chúc mừng. Tí chở trứng đi bán nhưng bị rớt vỏ trứng. Bà con phụ Tí nhặt trứng, hỏi bao nhiêu quả trứng còn nguyên? Trời Nhi. Đây là câu đối chữ. Trời ơi. Đi bán. Năm. Bốn. Ủa sao đoạn này đối chữ không?
Bà con. Bà con là còn ba. Bây giờ là lái hay gì anh nói? Bình thường kiến thức, cơm gì không cần nấu vẫn ăn được. Cơm gì không cần nấu vẫn ăn được. So easy. Cơm. Đó, cứ vậy mà người ta thua. Em đang làm đội bản hoang mang mà. Nam. Cơm 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 cháy. Cơm nấu sao cháy? Đâu trả lời thử xem nào. Cái thử này thôi, chắc thử là thôi. Cơm chó hả? Không phải cơm chó chị ơi. Không, cơm chó là phát cơm chó. Người ta yêu nhau nói cơm chó phát cơm chó đó. Không. Em cũng nghĩ cơm chó nhưng không phải. Cơm hộp, cơm tiệm hả? Cơm tiệm. Cơm tiệm ta vẫn nấu mà. Cơm dừa. À, cơm sầu rồi. Riêng. Cơm à. Thịnh quá. Thịnh quá. Thịnh quá, không cần trả lời vẫn thịnh. Đây là câu đố chữ. Cơm gì không ăn ở nhà? Đố chữ đó. Trời ơi. Cơm tiệm. Ê, đúng rồi. Cơm tiệm thì ăn ở tiệm, mua về nhà ăn vẫn được. Cơm gì không ăn ở nhà? Trời tội nghiệp. Đó là cơm hàng cháo chợ. Điền từ còn thiếu trong câu thành ngữ sau: chim chấm chấm chấm, cá chấm chấm chấm. Dễ. Chim trời cá nước. Chim trời cá nước hoặc là chim xa, xa cá lặng đều được hết. Chưa kịp luôn. Trời ơi, sao em đúng thật mình. Bé kia bây giờ nưng não rồi, em trả lời hết đi. Đây là câu đối chữ. Tiếng luật yêu Thu Trang đến mức đổ bệnh thì gọi là gì? Đổ bệnh. Yêu. Đổ bệnh thì gọi là gì? Yêu đổ bệnh. Yêu gì? Có từ gì yêu ghép với từ yêu? À, yêu mê mệt hả? Đối chữ, đối chữ thì phải có nghĩa chứ. Yêu 5, 4, 3, 2, 1. Một. Yes. Tiếng luật yêu Thu Trang đến mức đổ bệnh thì gọi là bệnh tình. Bệnh. Đúng. Đơn giản thôi mà tại mình nghĩ sâu xa. Không, tại vì lo nghĩ chữ yêu. Đúng rồi. Tại vì anh cứ yêu kìa. Em tưởng anh nhắc từ yêu. Hay là anh nói là anh luật có tình cảm với chị Thu Trang đến đổ bệnh. Vợ chồng người ta mà có tình cảm gì nữa. Thôi không sao. Hồi đó. Rồi tôi nghĩ là chữ yêu mê. Tôi nghĩ là em yêu. Con cá rô dùng vàng giận dỗi trong rổ giá. Hỏi có bao nhiêu chữ G? Ai G? G-I ngắn. Dạ G-I ngắn. Con cá rô dùng vàng giận dỗi trong rổ cá. Mời. Một. Chính xác. Mùa xuân hoa nở là vì sao? Trời ơi. Mùa xuân hoa nở là vì em. Ôi thời tiết chứ chị, chứ liên quan. Là do thời tiết môi trường nhiệt độ. Trời ơi, mà chị Dạ. Mắc gì vì em mà mùa xuân hoa nở vậy? Em trả lời dưới đây là vì thời tiết chị Dạ quá. Em. Là thời tiết môi trường là nhiệt độ. Dạ, đó. Dạ đúng, em trả lời đúng mà chỉ nhìn em. Tôi tưởng là đâu câu đúng mà. Một người đàn ông miêu tả các cô con gái của mình như sau: tất cả đều có tóc vàng nếu trừ đi hai, tất cả đều có tóc đen nếu trừ đi hai, tất cả đều có tóc đỏ nếu trừ đi hai. Vậy ông có bao nhiêu người con gái? Ba. Em cũng nghĩ là ba rồi, cũng dơ rồi. Lần chiến thắng. Wow. Như vậy là ở trò chơi này mình là toàn thắng ba lượt luôn nha mọi người. Đúng là chân thiện mỹ ha. Yeah. Hai game trước mình thắng, game này mình thua. 2-1. Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Được à, ngon ạ.
Cả nhà ơi. Ủa? Em sắp thành công rồi, ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi. Cái gì mà em vui dữ vậy? Nè, em mới làm được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nè. Ồ, cái tờ này khó lấy lắm á nha. Đúng rồi đó, em làm mấy tháng nay rồi giờ mới có. Là cho cái chai nước mắm mà là sức dầu thơm được luôn hả? Trời, cái đó em giỡn thôi, chứ làm gì có nước mắm nào mà sức dầu thơm. Mà anh tưởng thiệt luôn à? Chồng anh thôi, với mọi người hôm bữa tại thấy mọi người vui quá. Vậy hả? Trời ơi. À, anh mới làm được cái nước mới, thử coi. Dạ. Cái màu đẹp không? Nước gì anh? Em cứ thử đi. Cảm ơn nha. Thử đi. Thơm á. Thơm đúng không? Ừ. Ngon. Ngon. Ngon thiệt đúng không? Ngon thiệt. Ngon ngon, cảm ơn nha. Trời ơi, em mừng quá. Thôi, coi, coi thử coi. Em mừng quá à. Có đóng mập luôn rồi nè, mới nóng hổi luôn nè. Vậy là bây giờ sản phẩm của em sắp được bán ra thị trường rồi. Lâu qua câu vậy cầu mong đó. Cầu mong. Anh thấy không, nhãn màu xanh đẹp không? Đẹp. Nhìn nè. Nước à. Mắm gia truyền của em á. À, Lệ Ngư. Dạ. Chà, tên nghe có vẻ cũng nghệ á. Nghệ á. Có gì mọi người đến anh nhớ bia giùm em nha. Ừ, tới anh bán nước mắm luôn. Anh khỏi bán cà phê luôn cũng được. Thiệt không? Ừ. Nhớ anh nha. Hứa. Dễ lắm. Hứa mà. Anh cũng quan trọng cái vụ mà an toàn thực phẩm lắm. Ở quán anh làm rất kỹ nha. Mấy ông đi làm biến, anh phải đi rửa ly luôn. Anh rất đúng rồi, kỹ, rất cái kỹ. Này hả, nguy hiểm lắm. Nếu như mình làm không kỹ á, là sẽ lỡ như ai ăn uống hay gì của mình mà bị gì á, là người ta đúng người rồi ta, người ta kiện mình là trời đúng đời, rồi anh là làm nghề có lương tâm em ơi, mình phải kỹ càng trong chuyện ăn uống đây. An toàn thực phẩm. Ba em cũng dặn em mấy cái này kỹ lắm, bởi vì em phải đi làm đi xin tới mấy tháng trời, phải kiểm định tới lui bao nhiêu vòng mới được. Sao đi cực không nói anh chở đi cho. Thôi quán ế anh đâu có làm gì đâu. Em thấy em sợ anh dậy sớm, em không dám. Trời, anh thức nguyên đêm anh chở em đi được. Thiệt không? Mai đâu không anh thức luôn bây giờ, thức luôn đưa đi luôn. À, chút nữa em phải đi về á. Đi về hả? Dạ. Anh đưa về cho. Nhưng mà đường từ đây đến nhà em nó xa lắm. Sai. Xa gì? Kệ, anh đưa đi được hết trơn á. Hello. Chào anh chị. Trời ơi, chị Dương. Dạ em xin bây giờ ở. Em cũng xin mà. Có cần phải xin vậy không chị? Anh Lâm, hai anh chị nói chuyện bóng gió gì vậy? Anh đâu nói gì đâu. Chị mới đi kiểm định cái giấy an toàn thực phẩm về cho nước mắm của chị nè. Cho cái chai nước mắm đó. Nước mắm hả? Nước cái giấy này khó chị lắm á. Nước mắm này ok không chị? Lệ Ngư đồ hả? Ok lắm. Nước mắm này có mạnh không chị? Bao nhiêu độ đạm em? 40 anh. 40 á, có nhiêu độ an toàn nha, an toàn nha. Em thấy là cũng quan trọng đó. Mấy cái nước mắm này á, nó phải gọi là kiểm định an toàn thực phẩm. Nó phải là 100% 10 điểm thì mới được bán đó chị. Chứ dạo này vấn đề nó nhạy cảm lắm. Nhìn nước mắm thơm quá ha. Chắc là cũng ngon á, cũng mặn. Mắm mà nhìn thấy thơm luôn hả? Dạ. Hay quá ha. Nhìn là thấy thơm rồi. Tự uống sao anh? Ok không? Ok mà, trời okay ơi, anh mới làm được cái nước mới nè. Để anh thử cho em ngon đi, không em anh? Uống. Anh đồ uống giờ này mình có pha có cồn nhớ không anh? Hay là mình gọi là đồ uống organic hả anh? Tụi anh ở đây chỉ xài đồ organic thôi. Vậy hả? Nước này chắc ngon lắm ha, nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Chị mới uống thử ngon lắm. Nhưng mà em thấy anh Lâm pha là chất lượng nha, đá là 1/10. Còn lại là 9/10 là nước ép nguyên chất. Đúng rồi. Đây mời em mời em. Dạ cheers. Cheers. Vui vẻ ha, vui vẻ nha. Anh Lan ơi. Lan ơi Lan. Sao? Em chào chị. Có ai thấy Lan ở đâu không? Không đi đâu từ sáng đến giờ. Không em... có ai nhập hàng cho tôi hết. Cái gì? Em đi từ sáng đi luôn á hả? Đi đâu vậy ta? Nè. Sao đi đâu mà ông nói tiếng nào vậy trời? Nè, hầu sẵn đi chờ ngó nhà cho em. Chở bé nó về cái. Nhà nó xa. Thôi nếu mà anh bận thì thôi để em anh tự đi anh về được. Về, không anh đi về. Không sao đâu em tự đi được. Đưa về, đưa. Ủa tôi đâu có biết pha chế rồi khách tới ai pha. Thì kéo chờ chút xíu đi. Cái nước em bán, tạm cho. Sẵn đi. Anh dạ em nói nghe nè, thôi hàng nó lâu lắm thôi. Thôi để anh. Thôi hai chị ạ. Dạ. Đến đưa về. Em xin phép em đi ạ. Ghê chưa? Đứa trẻ bây giờ vậy đó chị ơi. Buôn người bán đó. Vậy hỏi sao không ế, suốt ngày cứ chà nẹo rồi không thì đi ra ngoài. Ai tới rồi cũng phải đi, không có ai pha nước hết trơn trời. Em đừng đem canh cũng được chị. Út. Dạ. Chị Út. Sáng giờ có biết anh hai Út đi đâu không? Anh hai á, chắc là anh hai chắc đi công chuyện rồi đó chị. Thì thấy anh hai đi suốt ngày thì lúc anh cũng nói đi công chuyện thì em đâu biết. Anh em gì ngộ vậy?
anh em gì mà anh mình đi đâu em cũng không biết là sao. Thì chuyện riêng của anh hai em đâu có biết đâu. Với cả bữa chị nghe Út nói là Út lên đây chơi 1-2 ngày mà dạ. Nay cũng 3-4-5-6 ngày gì rồi ha. Ở dưới quê không có gì làm sao Út? Không phải đâu chị dâu ơi, dưới quê buồn lắm, lên đây vui á chị. Tự dưng thấy cái không khí thành phố nó thổi vào lòng mình á. Mình muốn ở đây hưởng thụ thêm một chút cái không khí trong lành của thành phố đó chị dâu. Nói chứ dạ. Chị thấy hôm qua hôm kia gì ba má có điện lên đó, hỏi sao mà lâu quá không về. Chắc là ba má ngóng á. Chắc ba má nhớ em á. Rồi bữa giờ lên đây thấy cả tuần lễ rồi, tiền đâu mà thấy đi chơi suốt ngày vậy trời. Em có cái này cũng hơi khó nói chị dâu. Dạ. Nhưng mà từ bữa giờ lên đây em chưa có cơ hội nói chuyện với chị dâu để khen chị dâu. Chị dâu xinh quá à. Trời ơi cái nơ đâu nào mà đáo để dữ vậy. Trời. Cuộc đời tôi mà câu đầu tiên khen tôi đẹp là thế nào câu số 2 không mượn tiền hả? Em mượn 30 được không chị dâu? Trời. Không, em nói nghe nè. Trời tôi nổi da gà luôn á trời. Không, tôi thấy tôi linh dễ sợ. Em nói nghe, em có một cái khả năng quan sát rất là tốt. Rất là tốt. Em thấy chị dâu cũng đeo rất là nhiều vòng đó. Thằng nói nghe nè. Dạ. Mình ở dưới quê lên á, mình bớt nói chuyện cái kiểu mà ở bển về lại. Nghe không? Sáng giờ ăn gì mà cái lưỡi cứng dữ vậy? Em nói chuyện lại được rồi ạ. Dạ. Nãy dạ. Nói gì mượn nhiêu? Dạ em mượn 30 được không chị dâu? 30 dạ. Triệu. Wow. Không, em biết là chị dâu rất là tốt tính với em, rất là thương em nên là lúc nào em cũng chỉ dám mở lời với chị dâu thôi, không có dám xin anh của nhà em. Anh làm gì có tiền mà mượn. Em cũng thấy đó Út, bữa giờ quán xá đâu có một bóng người đâu. Bao nhiêu tiền thì anh và chị cũng đã đổ hết vô cái quán này rồi. Bây giờ tự nhiên đùng một cái Út hỏi 30 triệu chắc chắn là sẽ không có. Thôi thì bây giờ không có ai hết, Út ở lại Út coi quán giùm chị ha. Chị vô trong phòng có chuyện chút xíu nha nha. Chị coi quán nha, coi quán giùm chị nha. Đau quá. Ô, trời ơi sao mà đau dữ vậy. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Ủa gì vậy? Con đau bụng quá. Sáng giờ con đi mấy lần rồi. Anh em đâu? Anh hai em đâu? Anh hai em đi đâu rồi đấy? Bị gì ra bụng? Cái gì mà tối đang đây nửa đêm. Mở đèn, mở đèn lên, mở cái đèn lên giùm đi, mở đèn giùm đi. Đây rồi, mở đèn rồi, mở rồi. Vậy gì? Gì vậy? Đang nửa đêm hôm gì âm trầm vậy? Em đau bụng quá mọi người ơi. Ôi từ trưa tới sáng giờ chắc em ăn phải cái gì rồi mọi người ơi. Ăn cái gì, uống cái gì nói nghe coi. Chết em rồi. Sao ăn vậy? Tầm 7, tầm 3 không mà đỡ. Không thở được nữa. Đã nói về quê đi mà, ở dưới quê sạch sẽ, an toàn hơn không chịu. Nói cái gì vậy, bây giờ nó đang đau bụng nè. Hỏi nó coi tại sao nó đau, ăn cái gì nhớ không? Em không nhớ nữa, sáng buổi sáng em cũng uống. Đúng rồi, em uống nước quá. Uống nước ở đâu? Trời ơi, em uống nước của anh Lâm Pha. Sáng giờ em ăn cái gì đâu. Đau quá. Uống cái gì? Nước của anh Lâm Pha làm gì mà bị đau bụng? Ủa, từ trước tới giờ có ai bị gì đâu. Lâm sao em không ăn cái gì, không uống nước của anh Lâm thôi. Đâu an toàn quá. Thực phẩm là Lâm nó kỹ lắm, làm gì có chuyện mà bị được. Nè đừng có nói bậy nha. Hình như là quán mình mới lấy tờ giấy chứng nhận em. Đau quá đó. Anh ơi anh Lan ơi, cứu em đi anh Lan ơi. Cái gì vậy trời ơi. Thằng Lâm nó pha nước từ đó đến giờ nó làm rất là kỹ mấy cái vụ ăn uống, hay làm cái gì có chuyện đau em bụng. Em có biết đâu, không biết. Có ăn cái gì không nhớ lại kỹ lại coi, tự nhiên đổ thừa người ta. Không có ăn gì, người ta tiết kiệm tiền mua đồ con áo mà. Ba ơi. Ba, chú Lan ơi. Cái gì vậy? Chú Lan, đi xuống đây. Xuống đây, nhà chưa đủ rối hay sao mà làm gì con? Ủa sao mắc cái gì con gọi nãy giờ không trả lời con cái gì? Sao nửa đêm ở nhà đủ chuyện vậy? Ủa chị làm gì vậy? Tắm à, tắm. Đau bụng kìa. Đau bụng quá tắm ơi. Sáng giờ mấy lần rồi, đóng đồ ở trong kia lâu lắm rồi. Ủa, cho hỏi cái là chị bị đau bụng thiệt á hả? Thiệt luôn á em, trời ơi nó kêu ọc ọc nè, ọc ọc đó tí chưa. Trời ơi ghê lắm. Ủa, cho hỏi là
Trời ơi, giờ này em còn hỏi nữa à? Đau bụng quá. Nhưng mà ai pha nước cho chị uống mà chị bị đau bụng? Lắm. Lắm nó. À, vậy đó hả? Ơ, đau quá em ơi. Cháu hỏi đi, chị có biết cái quán này của ai không? Cái quán này là của ba người đó. Của anh nè. Em biết. Hỏi vậy là làm sao? Cho ba coi nè. Ờ, đau bụng quá mọi người ơi, còn coi cái gì nữa? Cái gì vậy? Gì vậy? Đó, đau coi quá. Chịu nổi đời không? Trời đất ơi, thật sự là chịu không nổi. Trời ơi. Trời ơi. Không thể chịu nổi luôn. Trời ơi, chị nghĩ làm sao mà chị đăng lên trên mạng xã hội rồi chị bóc phốt cái quán này vậy? Trời ơi, là trời, trời chết ơi, rồi. Giờ chị có 2000 mấy gì người đâu. Coi tự nhiên đi. Chưa có biết là thằng Lâm có phải thằng Lâm pha không, mà trong đây là của nã của anh mình trong đây mà nghĩ sao mà đi ra. Đăng lên mạng chi vậy? Em đã nghĩ từ sáng giờ rồi, em không có ăn cái gì thì chỉ có uống thôi. Nhưng mà mắc gì đăng trên mạng, cái gì cũng đăng lên mạng hết vậy? Đúng rồi, thời buổi A Cộng mà. Thôi. Mình phải đăng trên mạng đâu, mình tốt, mình khoe, còn mình cái gì mình chưa biết hay là mình nghi ngờ, mình phải đăng lên chứ. Thiên hạ người ta có bên mình luôn. Xuống đây, thả xuống đây. Thôi, trời ơi, đau quán người ta đang làm ăn mà chị. Không còn sức nào nữa em ơi, không còn sức. Xin giờ giải quyết cái vụ đau bụng đi. Rồi, chở đi bệnh viện, chở đi bệnh viện, chở đi bệnh viện. Thôi đi, cũng vậy đi. Mất khẩu là gì? Chở đi bệnh viện. Ôi, không đi đâu. Ủa, sao vậy? Ôi, tôi không mày nói mày đau, mày không sợ bệnh viện lắm. Sợ lại đây lắm. Ngồi đi. Ôi, sợ lắm. Trời, đi đâu? Nó rối dễ sợ luôn. Bây giờ yên lặng, bình tĩnh nghe tôi tính nè. Em làm như vậy là ảnh hưởng đến cái quán này. Cái quán này sẽ không bao giờ có khách vô nữa. Mà cái quán này mà ế, mà phá sản là tôi cũng sẽ ế theo nó luôn, em biết chưa? Nhưng mà em đau quá chị dâu ơi, em giờ đau. Giờ tính sao, tính liền mẹ đi. Má con sao đi, để còn tháo cái đó xuống chứ 2000 mấy rồi. Có cách rồi. Bây giờ em tháo cái clip xuống đi. Tôi sẽ đưa cho em 15 triệu. Ủa là sao? Để em đỡ đau bụng em quyết định nha. Em suy nghĩ lại, đoạn lúc này em không suy nghĩ được chị dâu ơi. Thì cái kiểu này giống như cái kiểu tống tiền chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao lại đưa cho nó? Thì bây giờ là tại hồi sáng Út nói Út cần 30 triệu. Đau đó. Quá. Thì bây giờ không đủ 30 đưa 15 thôi được không? Chịu khó xa tháo đi, vì gia đình tháo cái clip xuống. Lên phòng tháo đi, quá. Lên phòng tháo cái clip đi. Dạ ok. Ủa cái gì vậy Út? Cảm ơn chị đâu. Ê không. Dạ. Cái con này tự nhiên đưa tiền cho nó chi vậy? Thôi. Nhớ mật khẩu. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Út. Em sẽ nhớ. Đứng lại coi, tự nhiên mà lấy tiền của chị mày là sao? Ủa vậy tự nhiên chị đã đăng vậy là lấy được 15 triệu hả? Vậy chắc mình cũng làm. Ê, tào lao. Đứng lại. Ơ, anh đi đâu ạ? Em về quê chăm sóc bố mẹ. Về quê xong để sáng sớm mà đi về quê, giờ này về quê. Dạ, mà buổi tối thì không có tia UV đó, nên em nghĩ là đi buổi tối nó mát hơn. Dạ, buổi đêm thì cũng không có xe nên không kẹt xe á anh. Em thôi cho em về quê đi, em chăm sóc bố mẹ em cũng ở đây. Tao lấy việc gì tao cấm. Anh hai mày lo cho mình. Mai về thôi, mai về. Thôi đem đồ cho lại. Dạ, thôi em đi đi, em đi đi. Dạ, dạ, dạ. Em đi đi, em cũng hơi gấp rồi, bố mẹ gọi em. Không kêu có là... bố mẹ nào giờ này 1-2 giờ sáng mà gọi hết trơn á. Thì... Alo. Đó, anh hai mày đó. Trời ơi, cái gì vậy chú Tư, sao giờ này điện thoại con? Hả, bệnh gì? Trời ơi, có vậy thôi. Con Út nó trên này với con mà. Bây giờ bệnh không có tiền đi bệnh viện hả? Rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, con hiểu rồi. Đại biểu mày. Gì vậy? Đại biểu. Vụ gì vậy? Anh Lan. Ông Tư dưới quê em không có tiền. Nghĩ sao mà qua mượn tiền ổng. Dám nói với ổng là 1-2 bữa trả rồi bây giờ lấy tiền đi lên ở luôn trên này hả? Trời ơi. Em mượn thôi. Mượn sao không trả người ta? Thì em chưa mà trả. Mắc gì mày mượn? Mắc gì mày mượn? Em muốn làm giàu, muốn kiếm tiền nhiều hơn. Mà em muốn có tiền để khởi nghiệp.
nên em quyết định là em mượn một ít tiền làm vốn liếng để em thôi khỏi luôn nên muốn gì biết không, không có làm ăn gì đâu, muốn ăn chơi nè, muốn đào đúng bạn bè nè, muốn ăn diện, muốn đó không phải đâu. Ủa rồi sao tự nhiên đem đồ ra đây làm sao? Về lo cho ba mẹ, tội bé có hiếu ghê. Ủa lên đi ăn chơi cho đã rồi về lo ba mẹ. Ủa dắt này xe nào chạy mà về quê? Ủa giờ này mà đi về quê là sao? Thí dụ như sáng mà về là không được hả? Ba cái bệnh đau gì đó bị ta tháo rượt ngộ độc thực phẩm gì đó, sao hết nhanh vậy? Đúng rồi. Tại sao hết? Mày vô phòng mày khóa cửa lại là không có kêu mày luôn. Là sao? Thì đau bụng nó cũng có cơn á, lúc đấy nó đau quá. Xong đấy rồi em cũng nằm một chút rồi nó cũng ngất ngớt đi một chút. Tôi thấy bệnh này á, nó không phải như là chữa theo cái kiểu đắp lá mà hết. Đắp tiền lên nó mới hết nha. Nè, cô Nhi thân mến, chắc cô đâu có ngờ là một cái camera nhỏ xíu nó gắn ở đây đúng không? Trời, ở đó có camera hả? Cô nói là hả, thằng Lâm nó làm nước cô uống nên cô bị ngộ độc thực phẩm. Cô lăn lộn, cô bò trường trong nhà này đúng không? Thì đúng là thế mà, em cũng đâu uống gì, ăn gì mở đâu. Mở xuất camera lại là biết liền. Mở camera lên coi. Tôi đã coi rồi, cô không có uống một cái ly nước nào hết trơn. Có, nhưng mà nhấp chút xíu à. Với lại là nguyên liệu tôi nhập về quán này rất là kỹ, rất là sạch sẽ, không đây có nè, chuyện đó được. Nhìn đi. Nhấp một chút thôi. Mà hai đứa kia nó không có vấn đề gì hết trơn. Hai người, ba người cùng uống chung một ly nước. Em đâu biết đâu, lỡ đâu ba ly thì có một ly của em lỡ pha. Ủa, tào lao quá đi. Rồi lấy 15 triệu sao không trả cho người ta? Hả? Em trong nhà mà đi tống tiền nhau hả? Anh Lan. Lan cái gì mà Lan? Trả tiền này chưa? Ba má dưới quê không lo, suốt ngày ăn chơi ăn chơi. Khởi nghiệp cái gì? Muốn làm giàu nhanh làm sao mà có? Em không có tiền sao làm giàu được anh Lan? Không có tiền bây giờ mình phải kiếm cái công việc gì đó đàng hoàng mình làm trước đã. Cũng đàng mình phải làm anh từ nhỏ tới lớn. Nghĩ thì sao nhảy ra cái là có tiền liền hả? Nhưng mà có nước đi ăn cướp á. Em thấy có làm gì đâu, đi chơi không à. Cất đồ lên đó, sáng mai tao chở về quê liền. 110 triệu trả lại cho ông Tư. Ủa? 10 triệu đâu trả lại ông Tư à? Thì lấy 10 triệu của em trả cho ông Tư đi. Hối ông lại 5 triệu. Trời ơi, tự nhiên tốn 10 triệu lãng nhách. Không lẽ giờ em tính với tôi? Đưa 5 triệu đi. Thôi được rồi, cho 5 triệu đem về quê lo cho ba má luôn. Ủa? Ủa ba má ai? Không lẽ giờ em tính với tôi? Em tính với tôi đúng không? Em về quê lo cho ba má đi. Dạ. Cầm 15 triệu lo về quê lo ba má đi. Nhưng mà em cũng muốn livestream thì phải livestream làm đẹp á. Dẹp bỏ cái mạng xã hội đi nha. Cái chuyện gì, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng đăng lên mạng hết. À, đau bụng quá ta. Gì á? Nhớ uống ly nước cam á. Thôi 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 thôi. Xạo xạo không? Tưởng làm vậy có 15 triệu. Tôi đang dạy em tôi nha. Đem đồ lên nó cất liền lẹ lên. Thôi đi ngủ đi, cái quán gì đâu mà nửa đêm mà đủ thứ chuyện. Thôi đi ngủ. Đi ngủ đi. Đi lên ngủ trước đi. Trời đi ngủ đi, đâu quá. Đâu, đi lên. Ôi, tự dưng sao đau thế nhở? Ôi, thế nó đau thật à? Ôi. À. U. Ý. À. Trời ơi, cái gì mà lao? Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Có gì nữa? Ê thôi nha, thôi nha Út, đủ rồi nghe Út. Nè Út, chuyện này xài một lần thôi nha. Đã cho tiền đi về quê lên ngủ đi. Anh ơi, chị ơi. Ôi, tự dưng sao nó đau thế ta? Ủa sao nhỏ này nó diễn dài hơi quá ha? Nhây á. Ủa, đó nó té xuống nè. Đó, xong lát hồi nó lết qua kia nè. Giờ muốn cái gì nữa? Rồi, nhỏ kia đem cái điện thoại xuống nè. Ba ơi, cô đẹp ơi. Đó, thấy chưa? Ủa, cái gì nữa? Sao nãy giờ con kêu mọi người không lên cái vậy? Cái gì nữa? Cô nhớ lúc đó tôi đứng bên này nè. Đó. Ủa, rồi chị bị gì đó vậy? Đau bụng nữa kìa. Đứng bên kia. Đó, ngồi kìa. Chị sao vậy? Sao chị cứ đau bụng hoài em ạ? Đau, lần này đau lắm luôn á. Đau lắm luôn á hả? Ừ. Mà chị làm cái gì mà chị đau? Trời ơi, lại câu hỏi. Hỏi chuyện tâm tình nữa. Má, sao con cũng đau bụng quá à?
cái gì nữa? Cái gì? Vậy? Nè, mà coi nè. Nữa, coi nữa. Lại coi điện thoại nữa. Chú lại coi luôn bà đây. Bà bán bún riêu. Bà bán bún riêu bị người ta tới phạt an toàn thực phẩm, khả năng đền bù cao. Ủa là cái liên quan gì tới nhà mình? Con ăn bún riêu. Em cũng ăn. Đau bụng quá. Đâu vậy mà? Bà bún riêu đầu hẻm mà. Ôi, bà đó là bị phạt mà không có an toàn vệ sinh thực phẩm mà ăn chi vậy? Trời ơi, cái gì bây giờ hai người đâu? Thôi chở lên bệnh viện, chở lên bệnh viện, chở lên bệnh viện. Đây. Đi bệnh viện đâu? Đây, đi canh quán đi đâu nữa? Chở lên bệnh viện, đi bệnh viện, đi bệnh viện luôn không? Không, mình đi đi cho nó ở nhà nó canh quán. Thôi tàu lao đi đi tao canh cho. Trời ơi là trời, quán rất ổn mà không hề ổn. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, hình phạt sẽ đến với những kẻ đem chân thiện mỹ làm tiêu chí cho cuộc đời mình, nhưng không với tới được, chỉ còn lại... Ủa? Chân chân Mỹ Mỹ Thiện Thiện đâu? Thiện Thiện đã. À, Thiện Thiện biết thân biết phận rồi. Tụi em hồi nãy là có tính toán. Thật ra là trước khi mà thua là tụi em đã quyết thua rồi. Chỉ cần là bước vô mặt anh Luật là tụi em đã vui rồi. Khoan. Đó là sự tính toán của tụi em. Nhưng có một điều là chị hứa với em là hai chị bảo kê em. Ủa là hai đứa cuộc. Hai đứa tự tính toán với nhau. Không là qua với chị. Chân Thiện tính với nhau. Mỹ không biết. Đừng nói những lời. Thôi nào, ngồi vào ông anh nào. Thua thắng gì cũng được hết, miễn sao là phun được vô mặt mấy anh là tụi em vui rồi. Thôi đi. Nữa còn được nữa đó. Nữa à? Dạ. Được. Thế nhiều quá vậy? Được, còn nữa, đừng ca nữa, được. Mấy cái lô chứ giỡn? Ủa em đang tiếp tay cho tội ác rồi mọi người. Không đâu em. Em là tội ác rồi, tiếp tay gì? Đây là bộ ba quý mão. 2, 1. Ủa sao nó không vô ta? Ủa sao nó không vô kỳ vậy? À, chứ quớt vậy sao? Nó vô. Hên cho em á. Hên cho em nó không vô á. Nó vô là em mới không ướt cái đầu. Ủa vậy hả? Sao cái này là nước lạnh, nước lã, còn nãy là nước miếng á. Sao mình vẫn chiến thắng. Nói gì không mắc cười gì bây? Mắc cười quá trời. Tụi em vui, tự nhiên tụi em vui. Ok. MC mời, xin mời tránh ra. Anh Giang qua đây bắt bẻ tụi mình đúng không? Anh kiểu như là không còn yêu thương đàn em của anh nữa. Em mời anh ra. Đoàn này để tôi giận. Xin mời hai ông anh. Thật sự là hai ông anh có biết đổ nước không? Thôi thôi, đổ gì đổ dữ vậy. Vừa thôi. Gây nghiệp tập này thì tập tiếp theo là tới mấy anh đó. Chắc giận. Mấy anh, vậy? Cảm giác của em sao Ngân? Rồi, lên. Là... Em rất hả hê ạ. À. Hả hê nè. Không, mình đứng. Để ha. 1, 2, 3. Trời. Dạ, kìa. Anh ngồi xuống đây đi, tôi làm cho anh coi. Không. Anh ngồi xuống đây đi, em làm cho anh coi thiệt. Không. Thử đi. Thôi, sao đi, chưa thôi. Ước mà tôi run quá vậy. Lạnh lắm luôn á. Ủa cái tay em vậy chắc không được quá. Dạ. Đâu phải em muốn thua là sẽ thua là sẽ thua. Cái tay em nó đắp đấy chứ. Rồi anh đếm đi. 1, 2, 3. Không ước đầu. Chị ơi sẽ ổn đó chị ạ. Không sao đâu, mình thua mà chị. Kệ. Nhưng mà thật sự là ở đây á, là tụi em cũng đã cố gắng hết sức mình. Nhưng đến khúc cuối có một sự xử ép gì đó ở đây. Như vậy là Hà Nhi ngày hôm nay đã tham gia rất là vui với anh em. Anh trả lời em. Vỗ tay cho Hà Nhi mọi người ạ. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.